so I'd be fine. The blood is rare and sweet as cherry wine. Calls of guilty thrown at me. Nhiều người vẫn thường uống rượu vang nhưng không để ý tới hương vị và chất lượng đồ uống, cho tới khi họ được thưởng thức hương vị hào hạng của rượu vang Italia San Lorenzo. San Lorenzo ra đời năm 1890, là một trong những nhà máy rượu lâu đời nhất nước Ý. Từ giống nho Montepulciano được thu hoạch muộn một tháng theo thời vụ, rượu vang San Lorenzo lên men hoàn toàn tự nhiên và có tỷ lệ đường thấp 3 gram trên 1 lít. Sản phẩm rượu vang San Lorenzo giúp điều hòa hệ tiêu hóa, không tăng cân, tăng cường trao đổi chất, giúp da tươi trẻ, tăng độ đàn hồi, đặc biệt rất tốt cho tim mạch và chống lão hóa. Vượt qua nhiều sản phẩm rượu vang cùng thế hệ, San Lorenzo được chứng nhận DOCG của Bộ Nông nghiệp Ý do đáp ứng đầy đủ các tiêu chí phức tạp trong quá trình hình thành sản phẩm. Các sản phẩm rượu vang San Lorenzo bảo quản trong nhiệt độ tiêu chuẩn 12-15 độ, sản phẩm lưu trữ lên đến trên 25 năm. San Lorenzo vinh dự đạt giải thưởng danh dự Decanter và International Wine, một trong những giải thưởng danh giá nhất thế giới về rượu vang. Bằng uy tín là chất lượng sản phẩm, San Lorenzo có mặt tại 14 quốc gia trên khắp thế giới và hiện tại là Việt Nam. San Lorenzo là loại đồ uống không thể thiếu được trong những bữa tiệc liên hoan công ty, gặp gỡ khách hàng và là món quà biếu ý nghĩa cao cấp trong mỗi dịp Tết đến xuân sang. Hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ thông tin về nhãn hàng 098 94 66 668 hoặc truy cập website sanlorenzovini.com. Hãy để hương vị Ý đượm tình trên môi trong mỗi ly rượu vang hảo hạng.